À, sướng quá, phải chơi tiếp thôi. Ủa? Mắt ốp luôn rồi. Silent Killer mà còn Life Food. Oh my god. Mày nhìn bên phải xíu quá cơ. Biết rồi. Mình sao bức tường đúng không? Ờ, sao bức tường gạch ấy. Địt còn mày, vô đầu luôn chứ, má vừa nhìn thấy. Cái cầu tiêu á, cầu tiêu á. Thấy à, thấy à. Em đeo cứu được. Cứ để đây, để đây. Đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu. Chỗ đó, cứu cái gì vô đầu á. Lại gần tôi à. Gần luôn. Những con này mà, những con này mà. Vâng. Hai thằng, hai thằng, hai thằng, một thằng vô rồi. Đó, 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 đó. Chết mẹ thấy rồi, thấy rồi. Ba thằng luôn mà, gần lắm, trong trong cuối rồi. Tôi bị thấy rồi. Mẹ coi rồi. Ơ chứ mặt em nó anh chứ mặt em ông một thằng một chấm hay ba chấm đấy một chấm một chấm sang 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 gần gần lắm ông tao nói mày là thằng xa tao thấy nghe là vừa nhảy nhảy không hơ hơ kìa này quấn nó mới quấn á đang đánh đang đánh đang đánh đánh chưa quấn bỏ đâu nó mới chưa tới đây à ừ nó chưa quấn bỏ nó chưa quấn bỏ nó lộn đang đi nó ngay trước mặt luôn mà nó chạy đâu ta chạy lại vô trong vô sai rồi nó vô sai rồi ủa nhưng mà thấy xa xa có thằng nữa nó chạy qua đây luôn rồi chạy xa đây luôn rồi xa luôn rồi á ừ má không ống nhòm nó mới cay chứ qua mà làm chết luôn rồi. Anh em vô đây chưa? Vô rồi đó. Bóng tre rồi có người không? Không. Đấy nó chạy quanh kia hết rồi, plan chạy hết rồi. Nè cái đầu nữa. Ủa xa thế? Ừ. Bỏ đi. À, sao nó không nhấn đẩy rồi? Ừ, không nhấn nháy. Không rồi sao ấy? Đánh xong rồi, nó đánh xong rồi. Ăn 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 ăn. À đánh xong rồi ăn. Ê từ từ khoan ăn chờ nó về. Chạy qua lanh chết nó chơi rồi. Đừng có lên cầu thang xuống dưới đây nha cơ. Em đâu em chạy xa rồi. Em đang coi truyền hình trực tiếp rồi. Phóng viên à? Ừ. Vì hiện trường hiện tại thì đúng mà tôi đang không thấy ai hết nhưng mà tôi nghe một vài tiếng nổ xung quanh nhà thờ bọn này thật là thất đức bọn này dám ném bom vào nhà thờ mấy thánh sống được mẹ ra hiến tế bây giờ rồi. Tôi đã thấy rồi đó chính là ngọn lửa bập bùng và đủ má hình như có tiếng bước chân gần tôi con mẹ sợ quá chiến tranh lạnh rồi đích thị là chiến tranh lạnh
Mày thấy cái máy này không? Ôi, nó quay về, nó quay về, 30. Tới. Tụi nó thắng rồi. Về chưa? Quay về. Băng qua xong rồi. Nghe chưa? Ăn đi. Nó đập bẫy kìa. Nó xuống rồi khóa. Ăn đi, ăn bó đi, làm gì vậy? Nó xuống hai thằng rồi kìa. Xuống hai thằng rồi. Ba thằng luôn rồi. Thằng số 2 là ai vậy? Ừ. Mày vậy con, một thằng chết rồi. Nghe điêu ấy. Má, thằng Tú không kêu xuống đâu, kêu nãy giờ. Đi ra con bơm lửa coi. Má nó chết rồi còn đâu. Kêu một số mẹ xuống. Vì còn một thằng thôi, còn thằng thôi. Thôi con nhón gái hả? Lao mẹ luôn đi, lao hai thằng lao vô chỗ luôn, lao vô luôn, có thằng à. Lao luôn. Bị kêu dừng tập quậy cái gì tao đập bậy. Quay lại đốt bên kia. Cover cái. Nó phải nó nhìn thẳng luôn á. Đó. Chết luôn. Mẹ. Giết thằng xong tôi vô nạp đạn rồi nó biến mất luôn. Mày sát nè không? Lốt đi. Rồi lốt. Xoay đi lốt. Xoay chưa? Lốt đi khoan. Thế rồi. Lốt đi. Em lốt 3. Ủa lút 3 nhưng mà... Được. Rồi mất thôi, rồi. Không có lút được, hết rồi. Thôi đã. Không cho lút mày. Kiếm lút 3. Vậy đó lút 2, có thằng lút rồi. Đủ má hai cái sticky bom luôn. Xong. Xong con boss rồi. Xong rồi. Nhưng mà chỉ có một xác thôi, còn hai xác nữa đâu.
Như giờ nghe thấy xác á. Bữa phải mà không nói đâu vậy, đi thẳng vậy. Đi nè xác nè, xác nè, xác nè. À đùng. Ghê rồi. Để xác. Lút 3, lút 3. Hết luôn rồi. Lút 4, lút 4, lút 4, lút 4. Lút 4 luôn đi. Lút 4, lút 4. Lút 4, lút 4. Lút 4, lút 4. Lút 5, lút 5. Lút 5. Lút 5. Cây thịt mẹ gặp tim được mình ghép được. Má hàng cái hàng cầm bó ti không được qua mấy cây. Double kill. Đi xuống quanh ngoài kìa. Set này. Ok, hai thằng set cho nó trâu. Không những mình rồ quá. Đáng lẽ ba mạng đó là của em á, em cầm dao chờ sẵn rồi nhưng mà đâu mấy em hy sinh cho ba mạng đó cho mọi người. Ai ngờ Khoa chết rồi mới quỳ vốn. Tôi không được mang miếng ông ạ. Mẹ nó. Tôi tại ông. Thì anh quỳ vốn chứ gì nữa, giết một chết một. Cái thằng ổng nghe lời chết thôi. Báo mấy lồn. Tao về âm vậy kích sợ gì nữa. Em thử vận may để xem nó có. Má nghĩ sao? Má tem nó đang chạy kế bên em. Má nói cho thằng Tú nghe. Tú nghe gì đâu? Tú còn xa hơn anh nữa. Nghe gì đâu? Ôi ơi, đâu nghe thì thằng mình không mày đâu hiểu luôn. Đâu nghe từng súng bắn luôn hết đi. Thế qua là thế. Thôi đi con mẹ tin rồi, tin rồi, tin rồi. Anh mới lồn. Ủa lúc tao bắn nghe không? Em nghe mà, em nghe mà. Ăn đi, ăn bó đi, làm gì vậy? Nó xuống ai hả? Tôi đổ xa mà nó còn nghe có thằng chết. Tú ơi, nghe trong tòa nhà luôn vậy. Nghe trong khu chứ. Đúng rồi, cái chỗ có hầm mới bị làm sao thì mẹ kiếm. Hầm không nghe đâu, hầm không đứng trên đó không nghe đâu. Nhưng mà tôi đứng bên đây tôi nghe bùm 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 nhỏ nhỏ. Không, nó sẽ nghe, nó sẽ nghe khi mà ông xài tai nghe xịn. Nói chung vậy đi. Ủa nó xài hai bên chúng ta mà. Quáp mà. Cái này cũng quáp mà. Thằng hàng thì lại mua cho thằng đéo nào đéo xài. Bộ bom hàng phải lấy xài này. Thôi gửi này về cho tao. Hả? Cái gì từ từ đấy tắt tiếng cái. Không nghe rõ nói gì. À, nói gì? Này về nha. Ừ, gửi đi. Ok, thoải mái. Là cho, có trả tiền cho, nha. Cho là cái gì cũng được. Không cho. Trời thôi chứ giờ sao giờ. Trời cạch mặt nhau thôi chứ giờ sao. Má cầm dao phê quá. Kìa, cầm dao có giết người phê quá. Heo cũng hết level 100 rồi mà vẫn giờ cũng unlock gì đây. Unlock lên 101. Unlock vũ khí mày. Nếu hiểu level 100 cũng mày rồi. Cầm vô ẩn mà. Nâng cấp nữa. Thằng này cũng không dài ta, có nên chơi tiếp không vậy? Thôi đi. Thôi đi. Đâu bẻ thằng này mẹ ngon nhờ, mẹ sống hơi dài đấy. Ba mấy đúng không? Bùm lên, bùm lên. Lên đây rồi. Để máu xịn đi má, để máu có một vậy. Kiệm ba. Ủa, nó hình Khoa mà. Thì tôi nói hộ Khoa mà. Tiết kiệm, bạn là 100 tiết kiệm. Mới bán cái đống tiền, tiết kiệm. Thì việc đấy phải tiết kiệm nữa. Giờ anh muốn tiết kiệm là anh sẽ gửi cái tai nghe về và không tốn tiền à, không không bắt người ta trả tiền là anh tiết kiệm rồi. Tiết kiệm quá đi rồi. Tiết kiệm giùm người ta mà. Đạn, có viên đạn thì lại cắm trên tường ấy.
kìa. Kìa. Rồi à? Luôn. Đạn mốt vơi. Đâu? Nó đang cầm đây. Đây nè. Winfield, Sertem, Neo, Full Metal, Metal Jacket Ammo, True Additional. À, chuyên mấy cái, chuyên mấy cái kia thôi. Ừ. Về đấy. Lúc mới Khoa chơi gì thiệt đúng không Khoa? Chơi luôn, sợ luôn. Nhưng mà đúng, em đang không phải nói về vấn đề đó, em nói về vấn đề máu của anh á. Hai cái nhỏ. Ủa, đây đâu mà. Anh mua hai cục... Mua hai cục máu ghẻ, đi đâu phải là đi mẹ cục máu. Hiểu sao đâu. Đúng. Có người nên... Hiểu chi vậy liền hả? Thế đừng gờ không, máu đéo mù. Trời, năm ớt chừng. Ủa xong lấy. Nãy ta sai, nãy mua hai cục, sai con cục đấy. Cái đó là tại gì ạ? Anh nằm rồi. Đó tại vì anh nằm rồi. Bởi vậy đó. Tôi bởi vậy mua rồi gì làm gì mẹ. Một phát hỗ trợ người ta. Ok. Cái nồi luôn. Ở đâu? Thôi rồi. Đi lên cắt ra mua đúng mấy mua bao xong đếm về xài luôn. Nằm xuống để bảo lại. Tàn ác. Nhìn mấy con đen xì là nhìn kiểu như không là cái gọi là ấy luôn. Giáo chủ gì đấy. Ok. Mày đang hiện tại đang chuỗi tháng mà gặp mình cho vắt tắt điện luôn. Gì? Công nhận người em tháng ta được ta găm giáo cũng cực kỳ mạnh. Bắt người xếp nhau rồi. Đúng anh em. Xong giờ mẹ gia nhập mẹ Yakuza rồi. Mày đừng có đùa. Chí nó luôn. Để xem nó có gì hot hay không. Mỗi xâm chỗ rồi. Đang đấu tập. Thấy. Còn thế Simo mà là tím à? Nếu những finisher mà anh em lấy được Simo thì chúng ta sẽ không bị bất máu nhá. Ơ Khoa đâu? Xuất hiện ở trong cửa hàng thì anh em sẽ phải đánh đổi 6 máu. Thằng cuối đâu? Đây. Cho nên là anh em cũng phải cuối sẽ xuất hiện dưới đây nè. Cuối sẽ xuất hiện dưới đây nè. Sẽ lấy thêm một cái nước mắt nữa đi. Đó đó, giơ tay giơ tay giơ tay. Rồi bẻ cổ rồi, bẻ cổ. Bắt cổ mà đi về bắt mô Pokemon rồi. Còn Turing nè. Ôi cái tay nhắm ngay đằng sau luôn kìa. Nhắm hư Hoa. Ừ. Ừ. Đúng rồi không? Thấy ăn nhắm không? Không. Thấy Hoa vô chưa? Sao chưa thấy? Rồi. Đâu? Thấy bóng thấy không? Thấy bóng nè. Ừ. Thấy người. Có con này người coi. À. Đâu? Thấy máu. Thôi, nghe tiếng máu nè. Có máu nè, đâu, đâu rồi? Má mày, lửa máu đây. Thấy anh. Không thấy không? Đâu? Anh đâu? Ê, thôi. Đâu, không thấy không? Hai thẻm đấy, đau mới lồn áo đen kìa. Ôi. Khoa. Đứng. Nghe rồi. Con gì này? Gần. Con mập không? Con lửa không? Có thằng ngoài trước không kìa? Kìa. Chết. Còn thằng. Hai thằng. Đây là thằng nha. Đây là thằng, quăng qua đây. Ui, xong rồi. Thằng kia chết đâu vậy? Trong á. Ui, con đã cứu ai học hả? Nó chết hai lần nữa. Còn đó luôn. Trời ơi, đánh hụt. Sao kinh nổ.